Công ty cho dây tiền điện tử đã phá sản Genesis được cho là đã bán cổ phiếu GBTC để mua lượng lớn Bitcoin. Binance tiếp tục cho thấy sự thống trị mạnh mẽ khi khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch tiếp tục bùng nổ. Quán quân của kỳ Hackathon vào tháng 2 đã chính thức gọi tên Harbras Shopping Mart, mang về 10.000 pi phần thưởng. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Công ty cho dây tiền điện tử đã phá sản Genesis được cho là đã bán khoảng 36 triệu cổ phiếu của quỹ Rakel Bitcoin Trust, gọi tắt là GBTC, để mua thêm BTC như một phần trong quá trình chuẩn bị giải quyết các khoản nợ với các chủ nợ. Theo báo cáo gần đây từ Columbus, Genesis đã thanh lý khoảng 36 triệu cổ phiếu GBTC vào ngày 2 tháng 4, trị giá khoảng 58,50 đô la trên cổ phiếu vào thời điểm đó. Giá cổ phiếu đã tăng khoảng 50% kể từ khi Genesis ban đầu xin phép tòa án phá sản Hoa Kỳ để bán 36 triệu cổ phiếu GBTC vào ngày 2 tháng 2, khi cổ phiếu chỉ ở mức 38,50 đô la. Tổng số tiền thu về lên tới 2,1 tỷ đô la, cho phép công ty mua 32.041 BTC vào ngày 2 tháng 4, với mức giá 65.685 đô la mỗi BTC. Tại thời điểm hiện tại, số BTC trên hiện trị giá 2,18 tỷ đô la. Được biết, Genesis sẽ sử dụng chúng để tiếp tục nỗ lực trả nợ cho các nhà đầu tư. Một báo cáo gần đây từ Coinbase đã cảnh báo rằng, đợt bán tháo từ Genesis có thể mang đến nhiều rủi ro cho thị trường. Chỉ quy tắc của kế hoạch phá sản sẽ cho phép Genesis bán BTC để phân phối tiền mặt cho các chủ nợ. Tính đến chiều nay, BTC trao đổi quanh mốc 68.000 đô la, tăng hơn 2,2% trong ngày nhưng đã điều chỉnh gần 3% trong tuần qua. Theo một báo cáo vào ngày 5 tháng 4 từ CC Data, khối lượng giao dịch spot của sàn Binance tiếp tục đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021 sau 7 tháng tăng liên tiếp. Cụ thể, khối lượng giao dịch spot trên Binance đã tăng 121%, lên 1,12 nghìn tỷ đô la trong tháng 3. Báo cáo cho biết, thị phần kết hợp của sàn giao dịch cũng tăng 1,04%, lên 44,1% trong tháng 3. CC Data nhấn mạnh sự phục hồi của Binance sau khi giải quyết vụ kiện với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la. Điều này được chứng minh rằng khối lượng giao dịch phái sinh của nó đã tăng 89,7%, lên 2,91 nghìn tỷ đô la, cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Các nhà phân tích của CC Data cũng lưu ý rằng Binance đã đạt được mức tăng lớn nhất trên thị trường spot, tăng mức thống trị thị trường lên 2,3% so với tháng 2. Sàn giao dịch này cũng chứng kiến mức tăng ấn tượng từ đầu năm đến nay, hiện chiếm 38% khối lượng giao dịch spot trên SES. Cộng đồng crypto được cho là đang xôn xao trước loạt tin đồn cho rằng mạng blockchain đứng sau Telegram, Trustful Network hay còn gọi là Tron, hiện đang cùng HK và Oyster Labs hợp tác để cho ra mắt một phiên bản điện thoại thông minh mới có tên là Universal Basic Smartphone. Tin tức trên ban đầu xuất phát từ Robert Lee, đồng sáng lập của dịch vụ sự kiện Web3. Web3 Convention, người đã đăng tải một hình ảnh cho thấy khoảnh khắc giai đoạn cuối cùng của Tron Blockchain Hackathon, Tron Hacker House, được tổ chức vào ngày 4 tháng 4 tại Hồng Kông. Sự kiện này được cho là quy tụ 100 lập trình viên với hơn 20 dự án sáng tạo cùng cạnh tranh về tư vấn kỹ thuật, trợ cấp tài chính và cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng lên tới 1,5 triệu đô la. Ảnh chụp nhanh hiển thị một slide thuyết trình giới thiệu Universal Basic Smartphone và mức giá là 99 đô la. Trang trình bày đã tiết lộ một số thông số kỹ thuật của điện thoại, bao gồm bộ vi xử lý 8 core, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, đầu vào USB-C và pin lithium-ion 4050mAh. Hiện đã có một trang pre-order cho điện thoại mới. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài, trang web dường như chưa hoàn thiện và các nút quyền riêng tư và điều khoản không phản hồi. Ngoài ra, một quản trị viên trong nhóm Telegram chính thức của Tron cũng đã tuyên bố rằng việc ra mắt pre-order chính thức sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 4. Động thái trên đã ảnh hưởng tích cực đến giá token gốc Tron. Tính đến chiều nay, Tron đang giao dịch tại 5,46 đô la, tăng hơn 5,5% trong ngày. Quán quân của kỳ Hackathon vào tháng 2 đã chính thức gọi tên Harbras Shopping Mart, một ứng dụng thương mại điện tử đã xuất sắc mang về 10.000 pi phần thưởng. Trong một thông báo mới nhất, Bitcoin đã vinh danh Harbras Shopping Mart trở thành dự án chiến thắng trong kỳ Hackathon mới nhất. Chia sẻ về lý do lựa chọn Harbras Shopping Mart, Bitcoin cho biết
Đây là một ứng dụng khác biệt so với nhiều ứng dụng thương mại điện tử khác bởi cam kết của dự án đối với trải nghiệm người dùng, cũng như các tính năng và gói dịch vụ độc đáo, với thiết kế chức năng và giao diện người dùng cụ thể. Việc điều hướng qua ứng dụng rất đơn giản và trực quan. Hơn nữa, ứng dụng không có quảng cáo, đảm bảo trải nghiệm mua sắm thú vị và không bị gián đoạn. Dự án đến từ Ấn Độ, Hargraves, được đánh giá sẽ góp phần mở rộng thị trường tại khu vực này khi tập trung vào các mặt hàng tại địa phương. Có thể thấy, Bicoteam đang tăng cường lựa chọn các dự án nghiêng về thương mại nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng và giá trị của Bitcoin, đồng thời cũng cung cấp cho các pioneer trải nghiệm mua sắm tốt nhất thông qua việc thanh toán bằng Bitcoin. Sau một phiên tòa kéo dài 9 ngày, bồi thẩm đoàn đã chính thức kết luận Terraform Lab và người đồng sáng lập Tukeyone phải chịu trách nhiệm về việc lừa đảo các nhà đầu tư đã thua lỗ hàng tỷ đô la khi Terra Luna sụp đổ vào năm 2022. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 5 tháng 4, Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã công bố phán quyết, nhấn mạnh rằng phán quyết buộc cả hai bên phải chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư và dẫn đến việc phá hủy giá trị thị trường hơn 40 tỷ đô la chỉ sau một đêm. Đối với Kevin, phán quyết của bồi thẩm đoàn chỉ xác định trách nhiệm dân sự, chứ không xác định tội hình sự. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc hình sự riêng biệt ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc vì vai trò của mình trong vụ sập Terra. Trong một tuyên bố với Reuters, người phát ngôn của Terraform cũng đã bác bỏ phán quyết và tiền đề của vụ kiện, nói rằng SEC không có thẩm quyền pháp lý để khởi kiện vụ việc này. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi. Chứng khoán toàn cầu vào lúc 18 giờ là 2,661 nghìn tỷ đô la, tăng 1,9% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 67.840 đô la, tăng 1,1% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.340 đô la, tăng 1,9% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 581 đô la. CryptoLeven xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.